con à, chị ơi giá về xin đó xin đại ơi lẽ giữa đại ơi. Cẩm lạc sau đường hoa này ơi ơi
xin lại ơi. Hãy
chim ra ca mai à chị ơi ta Xin mời các bác, các chú kẹ chị cùng nghe bản si đô đắc gia duyên tại hội an tỉnh ngày 2 tháng 8 năm 2023 lịch nha. Đến là cái lễ hội rất là đông vui, giờ đã là chiều tối rồi, biết màn hình chính máy quay của mình chính là cặp đôi MC và si đô đắc gia duyên rất hay. Quay cặp đôi MC này cho mọi người cùng cảm nhận, biết mọi người chúng ta làm việc MC tại ngày hôm nay nhé. Mấy anh cũng bao nhiêu cái rồi? Được ít rồi. Nhiều máy đi. Máy đi. Đến lâu chưa? Đến chiều à? Không phải nhá. 3 giờ. À, 3 giờ á? Thế rồi. Về chưa? Chứ là tối mới về chứ. Đi phải đến tối chứ. Thì bắt gái bản đó nha. Nhiều lắm. Cái máy này mà. Sạc máy điện sinh. Hai anh ở Thành Khê Văn Quan và Si Đô Đắc với hai chị ở Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn nhé. Chị với hát Si cũng là Si rất là ngào. Rất hay chị và đồng người thân thức. Trước kẹp đây này, mất tiếng. Trước thông đưa sách cài ưu thư. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
và chất lượng nó như thế luôn. Cô nó văn.
trên cá sên lơ bơ sao con ơi tuôn ta con nhà nó bán nào đâu coi ư đe làm ơi quay một tí nữa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Không hát rồi để đây làm gì? Không hát rồi. Giỏi ơi Toản ơi, lôi ra cất ra đi. Quyết ơi về à? Về à? Các chị phải giữ tay không cho về chứ. Về cùng đội kia à? À hôm nay đi theo để quay gì? Dạ? Quay cho đội kia gì? Đi theo đội thôn. À thôn. Lại có. Cháu à. Lại có à? À à đây à. Đi chậm 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 thôi. Đi nhanh trời mưa ngã đấy. Đi nhanh ngã đấy anh ơi, xuống đây là ngã đấy nhá. Về vơ, mưa vơ các anh ạ. Quên mưa. Vâng, quên mưa rồi anh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xin ai. Ya na ma thưng lên ti tu a pa đỡ xe. Ya na chẳng cha lu lu kim mư nhơ le lu la nhơ. Có hát nữa nhỉ? Từ nhá, đi xin nhá. Năm hay mà anh, cuối hay hay cuối rồi. Đây nhà, phải mơ. Các chị còn chưa muốn về thế này. Hay là vào trong nhà này mình hát đến tối đi. Bye.
Cái ô này đẹp lắm, vào đây hát thôi mà. Bên kia đứng hát ở ô thối ướt rồi mà kia. Cái ô này chưa tối đâu, vợ chưa gọi đâu má. Vợ đã gọi đâu rồi. Tạm biệt thật á. Bây giờ là phải chia tay thật đấy. Ôi giời ơi, lưu luyến quá, thế này tối về không ngủ được đâu. Lấy số điện thoại chưa? Tôi nhắn tin nha. Tôi nhắn tin tâm sự nha, buồn lắm rồi đấy. Tự nhiên một được một ngày đi háng lại về thế này thì buồn lắm anh ạ. Đi háng quỉnh à? Thôi tạm biệt các anh chị nha. Tạm biệt các anh chị nha, bye bye nha. Bye bye.